Bạn bạn không cùng sửa nhé. Với việc xã hội phát triển như hiện nay, nhiều việc chúng ta chỉ cần cầm điện thoại cũng có thể làm được, như việc đo đất này. Như bạn có thể thấy, chỉ cần thao tác đơn giản vậy thôi, chi tiết diện tích miếng đất đã được hiện ra. Có nhiều quyết giúp bạn làm việc này, nhưng nếu là liên quan đến đất đai hay bạn đang có ý định mua đất thì nên chọn quyết này, bởi vì nó không chỉ có tính năng đo đất không đâu. Ở đây bạn có thể xem quy hoạch và nhiều thông tin liên quan đến miếng đất của bạn nữa. Đây như miếng này nhé. Bạn có thể thấy là có một dòng chữ đen và một dòng chữ đỏ. Dòng đen sẽ là hiện trạng và đỏ sẽ là quy hoạch trong tương lai. Như ở đây là đất trồng lúa nước ở hiện tại, nhưng theo như quy hoạch năm 2030 thì nó sẽ chuyển đổi thành đất ở tại đô thị. Vậy nên miếng đất này khá là ổn. Ngoài ra bạn có thể di chuyển thanh dọc để xem rõ ràng hơn nhé. Tôi sẽ đo cho bạn xem thử miếng này. Bạn có thể tham khảo, nguyên đo khá chuẩn. Bạn có thể xem chi tiết về diện tích. Thêm một miếng đất khác, nếu bạn có ý định mua đất hoặc đầu tư vào bất động sản thì không nên bỏ qua, nhà nhất là tính năng xem quy hoạch tôi đánh giá khá cao về độ uy tín. Bạn có thể vào ngay ghi lần.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.